Chào mừng quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh đầu tư chứng khoán cùng Kim Ánh ha. Ngày hôm nay thị trường cũng bật mở cửa xanh điểm ha. Và cái vấn đề này thì mình sẽ biết trước được bởi vì sao? Bởi vì Dow Jones ngày hôm qua đã đóng cửa dương hơn 800 điểm. Thì khi mà Dow Jones đóng cửa dương hơn 800 điểm thì sáng ra không cần làm gì cả, anh chị mình cũng biết là ATO mở cửa ra thì nó sẽ xanh rồi và nó sẽ xuất hiện một cái gọi là cái gap up đúng không? Thì gap up nó ở đây nè anh chị, nó đã hiện hữu ở đây nè. Thì thông thường là thị trường của mình sẽ đánh gọi là ATO theo như là Dow Jones, nên là Dow Jones xanh thì nó xanh, Dow Jones đỏ thì nó đỏ đó. Nên là ngày hôm nay khi mà Dow Jones xanh, thị trường của mình mở cửa xanh điểm thì nói chung cũng giải tỏa được rất là nhiều cho những anh chị nhà đầu tư mình đang gọi là đang kẹp cổ phiếu thì chỉ chờ những cái phiên xanh như thế này để làm gì, để mình bắt đầu mình cơ cấu danh mục đúng không? Và phiên ngày hôm nay có một yếu tố đó là yếu tố mình cần chú ý nha, đó là cái biên độ giao dịch nó dần dần nó thu hẹp. Thì cái đà giảm anh chị, nó đà giảm nó đã bắt đầu nó chững lại rồi và cái thanh khoản giao dịch nó cũng bắt đầu nó yếu nè. Ở những cái nhịp hồi phục như thế này là thanh khoản yếu thì thường nó không tích cực ha. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đó là khi mà cái thanh khoản nó không lớn á, ở cái vùng này thì nó biểu thị cho cái việc mà cái cung hàng bán ra nó không còn lớn nữa. Video ngày hôm qua em có nói với anh chị mình là cái cung hàng hiện tại chủ yếu là những cái lượng cung mà những cái tài khoản gọi là bị call margin, bị phọt sale thôi. Chứ còn nếu mà chủ động bán, nhà đầu tư chủ động bán ở những cái phiên giảm như thế này thì hầu như là không còn nữa, bởi vì nó đã ở cái vùng giá cực kỳ thấp rồi. Anh chị mình cũng chẳng còn muốn bán ra cổ phiếu nữa ha. Nên là hiện tại cái cung hàng tương đối là thấp, nên là ngày hôm nay mặc dù là cổ phiếu xanh và tím rất là nhiều nhưng mà hầu như là lực cầu nó không có mạnh dẫn đến cái thanh khoản của mình như thế này. Và tại sao ha, tại sao cổ phiếu xanh tím nhiều mà thanh khoản bé? Thì đơn giản thôi, khi mà một cổ phiếu nó muốn kéo giá lên thì nó phải buộc phải ăn hết những cái cung hàng ở phía trên, và cái quá trình nó đi lên, cái cung hàng nó ít thì nó lại không có tốn nhiều cái nội lực để mà nó không có tốn nhiều tiền bạc để mà nó phải ăn lên cái lượng hàng mà nhà đầu tư bán ra, nên là cái thanh khoản nó có kéo trần nhưng mà thanh khoản bé thì cũng là vấn đề bình thường, bởi vì cơ bản là cung cầu nó phải khớp nhau thì nó mới ra được một cái mức giá đúng không? Và khi mà cung nó thấp á, thì cái lượng hàng á, cái số lượng cổ phiếu mà nó phải hấp thụ á, thì nó thấp, thì dẫn đến cái thanh khoản nó thấp thôi, không vấn đề gì cả. Và cái nhịp này nha, cái áp lực bán nó sẽ không có nhiều bằng cái áp lực bán khi mà thị trường của mình bắt đầu hồi phục lên những cái cột mốc cao hơn, ví dụ như 1130, 1150 nè, thì sẽ dần dần áp lực bán cao hơn bởi vì những anh chị nhà đầu tư khi mà thị trường hồi lên sẽ chủ động bán, còn ở cái vùng này thì hầu như nhà đầu tư không chủ động bán nữa, bởi vì cái vùng giá điều chỉnh của thị trường và những cái vùng giá điều chỉnh của cổ phiếu nó về tương đối là thấp rồi. Anh chị có thể thấy trong lịch sử từ Covid tới giờ thì giá trị của cổ phiếu nó bị giảm rất là nhiều đúng không? Cái hồi đại dịch đó vậy mà thị trường cũng lại tiếp tục tăng nha, nhưng mà khi mà mọi thứ đã qua đi và ổn định trở lại rồi thì thị trường cũng lại giảm và giá trị cổ phiếu nó còn giảm nặng hơn cái giai đoạn trước nữa. Thì về kịch bản tiếp theo của thị trường như thế nào thì em đánh giá nha, cái ngày hôm nay á, thì có một số cái cổ phiếu là nó đi vào cái giai đoạn hồi phục thực sự, còn đó chỉ là một cái phần tiểu số thôi nha anh chị, thiểu số thôi, còn đại số á chị, đa số nha, là những cái cổ phiếu nó gọi là một cái nhịp nó hồi phục theo thị trường thôi. Và cái xu hướng của nó thì chưa có cái dấu hiệu đảo chiều, nói chung là nó hồi phục thôi, hồi phục về mặt kỹ thuật, còn đảo chiều xu hướng thì chỉ có một vài cổ phiếu thôi. Nó và những cái cổ phiếu mà đảo chiều xu hướng nó bắt buộc nó sẽ cho những cái mẫu hình nha. Giai đoạn này anh chị mình tập trung vào cái mẫu hình hòn đảo cô đơn á, cái mẫu hình mà đảo chiều ở vùng đáy á, thì anh chị mình sẽ có thể chọn lọc ra được một số cổ phiếu anh chị mình giải ngân và ăn được một cái nhịp đánh T cộng. Thì lấy hồi em sẽ phân tích cái mẫu hình đó cho anh chị xem. Thì cái mẫu hình đó nó xuất hiện tương đối là nhiều nè anh chị. Ví dụ như ở đây nè, đó cũng là một cái mẫu hình đảo chiều nè, gấp 1, gấp 2 nè, bật lên nè. Đó, thì đánh trong ngắn hạn nha, trong ngắn hạn thì nó sẽ có cái nhịp hồi phục tương tự nha, tương tự ở cái vùng này nè. Đó, thì hiện tại thị trường không có, nhưng mà một số cổ phiếu thì nó đã xuất hiện rồi. Chẳng hạn như là ngày hôm nay em có giải ngân cái cổ phiếu HDC, thì anh chị nào trong room hỗ trợ hoặc room khách hàng thì biết ha, sáng nay em có giải ngân cổ phiếu HDC khoảng 9:40, 9:45 gì đó thì em có giải ngân cổ phiếu này. Khi mà cổ phiếu nó bắt đầu nó cho cái mẫu hình này ha, thì em cũng có đánh giá và em cũng có nhận định ở trong room, khi mà mình chọn mua thì cái tiêu chí mua của mình nó phải đi kèm với những cái gọi là những cái giả thiết nó hợp lý thì em mới khuyến nghị mua. Ví dụ như cổ phiếu nó xuất hiện hai cái yếu tố tiêu chuẩn mà em sẽ lựa chọn em tham gia vào trong giai đoạn này, và đây là cổ phiếu duy nhất mà ngày hôm nay em giải ngân, cũng có thể là cổ phiếu duy nhất trong tuần, bởi vì giai đoạn này em vẫn sẽ không có ưu tiên là mình sẽ đánh tỷ trọng lớn cho thị trường ha, cho danh mục của mình. Mặc dù là thị trường hiện tại nó đang giảm tương đối là nhiều rồi, nhưng mà để mà đi một cái tỷ trọng lớn á, ở vùng này thì nó vẫn có những cái rủi ro nhất định.
Đó, thì về cổ phiếu HDC thì thứ nhất là nó đạt cái mẫu hình ha, mẫu hình Elliott Reversal đó. Thì anh chị nào mình biết về cái mẫu hình đó thì hôm nay cũng có nói trong room đó. Thì đây là cái mẫu hình, đây là cái cổ phiếu nó đạt cái mẫu hình đầu tiên. Thứ hai là nó có một cái bộ nến em rất là thích ha, đây là cái bộ nến này. Thì anh chị nào mà mình học phân tích kỹ thuật mà mình gặp chị chuyên sâu một xíu thì mình sẽ biết ha. Còn nói chung trên video thì em với nhiều anh chị mình không biết á, thì giải thích thì cũng hơi, nói chung là nghe nó hơi mơ hồ một tí. Nhưng mà đây là cái cổ phiếu mà nó đạt hai tiêu chuẩn về phân tích kỹ thuật mà em có thể là cho anh chị mình đánh ngắn. Và vẫn có một cái lưu ý anh chị, vẫn có một cái lưu ý đó là khi mà cái cổ phiếu này tham gia vào theo cái mẫu hình này thì mình chỉ đánh ngắn thôi, chỉ đánh T cộng thôi, mình sẽ không có ưu tiên nắm giữ cổ phiếu cho cái quá trình dài. Mặc dù là trong lịch sử á, những cái khi mà những cái mẫu hình này nó xuất hiện á, thì thường nó sẽ có những cái nhịp mà nó tăng lên rất là tốt nha, nó có những cái nhịp tăng lên rất là tốt. Đây, ví dụ như thế này, đó, nó sẽ có những cái nhịp tăng lên rất là tốt, và nếu mà nó tái tích lũy được nữa thì nó sẽ tiếp tục tăng, nhưng mà ở trong một cái thị trường nó cũng đang khá là yếu về dòng tiền, về lực cầu, thì em cũng không có ưu tiên nắm giữ cổ phiếu mà sẽ chỉ đánh về T cộng thôi, tầm T3, T4 gì đó. Đó, cổ phiếu nó có thể là T2, chiều T2 hàng về, và nếu cổ phiếu nó đạt được cái KPI 96, 46 của em thì em cũng sẽ chốt ra cái cổ phiếu này chứ em không nắm giữ lâu nhá. Thì cái cổ phiếu HDC ngày hôm nay có giải ngân rồi, thì ở vùng giá này em đã giải ngân nên em không khuyến khích anh chị mình tham gia vào sau em nha. Thì mất công là em đã khuyến nghị rồi mà anh chị mình tham gia vào sau em, rồi hàng em về trước rồi em bán, rồi anh chị mình lại nói là tại sao lại khuyến nghị cổ phiếu này mua sau rồi bán trước. Nói chung là đã qua cái điểm mua tiêu chuẩn của em mua, em giải ngân cái vùng giá 412 thì đã qua cái điểm mua tiêu chuẩn rồi, em sẽ không khuyến nghị anh chị mình tham gia vào ha. Thì một số cái cổ phiếu nó đạt cái mẫu hình này á, thì cũng còn một vài cổ phiếu để mà nói mà đạt mẫu hình thì ngày hôm nay có cổ phiếu HDC là đạt nè. Còn để mà nói những cái cổ phiếu nó đang hình thành á, thì cũng có một vài cổ phiếu, ví dụ như FPT đi. FPT thì nó cũng bắt đầu nó có những cái sự đỡ giá ở cái vùng đáy nè chị ha. Nó liên tục test đi test lại cái vùng đáy này. Và nhưng mà nha, có một yếu tố là nó chưa có thực sự nó hình thành được cái mẫu hình. Và khi mà anh chị mình đánh theo mẫu hình của cổ phiếu thì một vấn đề anh chị mình cực kỳ lưu ý đó là cổ phiếu nó phải hình thành mẫu hình rồi anh chị mình tham gia. Còn nó chưa hình thành xong mẫu hình thì nó chỉ là những cái cổ phiếu mình có thể đưa vào mình quan sát thôi. Bởi vì nó chưa hình thành mẫu hình thì nó đâu phải là một cái điểm mua tiêu chuẩn, đúng không? Mình chỉ quan sát thôi. Quan sát cổ phiếu là nó đang có cái gọi là cái nhịp test đi test lại đấy nè, đây nè, đó, đây cũng là một cái mẫu hình nè, anh chị thấy không? Đấy, những cái vùng đáy như thế này thì hiện tại nó cũng đang vận động tương tự, nhưng mà nó phải có những cái phiên bật gap ở trên cái vùng này, trên vùng giá 81 đến 82 á, 80 đi, 80 đến 82 thì sẽ bật gap up lên nha, tạo một cái khoảng gap ở đây. Đó, thì anh chị mình mới xem xét là cổ phiếu nó đạt mẫu hình, nên là những cái cổ phiếu mà nó đang test đi test lại cái vùng đáy này thì mình cân nhắc mình quan sát thôi, chứ nó chưa xong mẫu hình nha anh chị mình, đừng vội mua sớm ha. Cổ phiếu GMD, GMD thì nhìn chung là nó cũng đã có những cái tín hiệu dạng như là đảo chiều nè, ví dụ như là nó đã vượt lên được cái MA20 nè ha, nó có cái nhịp test đáy rất là tốt nè, cũng một thân nến bán xuống, một thân nến rút chân lên ha, và đã có cái nhịp gap đẩy lên nè, một cái gap up đẩy lên nè, nhưng mà nó đang tiệm cận lại MA50 anh chị mình thấy không? Thì nó sẽ, thứ nhất có hai trường hợp nha, thứ nhất là nó sẽ vượt luôn cái MA50 này đó, vượt lên MA50 này tái tích lũy trở lại, thứ hai là nó sẽ điều chỉnh khi gặp MA50 về lại cái vùng MA20 này giữ giá được thì sẽ là cái điểm mua, hoặc là vượt hoặc là chỉnh lại để mua ha. Nói chung là chỉ có một số cổ phiếu này em đánh giá là ok nè, ví dụ như cổ phiếu HAH nè, đấy, đây cũng là một cái cổ phiếu mà nó có cái bộ nến gọi là đảo chiều đó, gọi lên đảo chiều, và hiện tại nó cũng khá là giống với cái mẫu hình rồi ha. Thì ở cái vùng này nói chung là đối với cái cổ phiếu HAH á, khi mà cái nhịp mà test đi test lại cái vùng đáy này của nó chưa có xảy ra nhiều như là cổ phiếu HDC thì cái cửa ăn nó vẫn 70% đó, nhưng mà rủi ro nó 30% thì cũng rủi ro cũng đang tương đối lớn nha. Và ở cái vùng này anh chị nào mà chấp nhận rủi ro thì anh chị mình mới tham gia vào được cái cổ phiếu này ha. Và cái điểm stop loss của cổ phiếu nó cũng rất là gần anh chị, thủng cái vùng giá 39 là anh chị mình cắt ngay nha. Nếu mà nó có xu hướng nó quay trở lại, nó lắp cái gap này và nó thủng cái vùng giá 39 này sẽ là cái vùng mà anh chị mình buộc phải stop loss ngay nếu mà anh chị mình đánh theo mẫu hình. Và target của cổ phiếu này nó cũng tương đối là ngắn thôi. Anh chị mình đo đạt cái target tầm giá 47, 48 là anh chị mình nên ra hàng rồi đối với cổ phiếu HAH. À,
Thì nói chung là rất là ít cổ phiếu nó có những cái điểm mua tiêu chuẩn đó anh chị, và đối với cái đáy của HAH này thì nó gọi là nó chưa có cái nhịp test đi test lại kỹ lưỡng ở cái vùng đáy này, nên là cái điểm mua của nó sẽ hơi rủi ro hơn cái cổ phiếu HDC một tí, nên là nó chỉ dành cho anh chị là chấp nhận rủi ro thôi và giải ngân tỷ trọng thấp nhé. HDC mà em mới giải ngân có 20% tiền mặt thôi, anh chị mình biết rồi, đoạn này em cũng đang rất là gọi là thận trọng khá là thận trọng nha, giải ngân cũng không dám giải ngân nhiều, mặc dù là hôm nay giải ngân nhiều HDC thì khả năng là T2 hàng về thì cũng chốt lãi được khá khá đó, nhưng mà mình cũng không dám, nói chung là đánh an toàn để giữ tiền của cho anh chị mình, bởi vì mình còn đầu tư rất là dài nha, đã đánh gọi là bắt đáy và phải bắt buộc là cái cổ phiếu nó đạt mẫu hình thật sự cơ, thì may ra là mình mới mới gọi là tự tin mà mình giải ngân luôn á, chứ còn mà đã tự tin như thế mà phải giải ngân 20% anh chị mình biết rồi, giai đoạn này cũng phải giai đoạn dễ chơi nha. Và thị trường của mình á, thị trường thì nói chung thị trường chưa có cái mẫu hình gì gọi là ra hồn cả, thấy không anh chị mình, thấy xu hướng thì vẫn đang giảm về chát tuần nè, chắc tuần thì xu hướng vẫn đang giảm, thì có những cái nhịp rút chân thôi, nhưng mà những cái nhịp rút chân ở đáy nó thường nó không uy tín, em không có thích những cái phiên rút chân ở đáy ha, nên là để mà đóng cái cây nến chạy tuần thì cũng phải đến cuối tuần thì nó mới đóng, nên là mình cũng chưa có biết là xu hướng cây nến ngày tuần này thì nó sẽ đóng gọi là đóng nến đỏ hay là đóng nến xanh nha. Nhưng mà về một số cổ phiếu mà em vừa có phân tích đó, thì những cái cổ phiếu đó rất dễ là trong tuần này nó sẽ xanh điểm và đủ đánh T cộng thôi. Nếu mà xét về những cái nhóm ngành cổ phiếu ha, thì ngày hôm nay nè anh chị mình thấy một sắc xanh ngập tràn, hầu như là không có một cái nhóm ngành nào nó đỏ điểm luôn, anh chị mình nhìn về các phân tích thị trường của Faen cũng thế nè đó, nói chung là những cái cổ phiếu đỏ điểm thì nó lắm ta lắm tắm thôi chứ nó không có nhiều ha, và hầu như là cổ phiếu nào nó cũng tăng với cái biên độ tương đối lớn là 6-7%, 5%, 4% rất là nhiều, hầu như là cổ phiếu nào cũng thế. Nhưng mà em sẽ cho anh chị mình xem nè, tăng điểm, nhưng mà anh chị mình thấy không, đó chỉ là một cái nhịp hồi phục lên và hầu như là không có đạt những cái yếu tố về mẫu hình, cũng không có đạt về những cái yếu tố mà đảo chiều xu hướng. Cái câu chuyện xu hướng là một cái câu chuyện dài nha, không phải một phiên mà nó có thể hình thành được đó anh chị mình, thấy những cái cổ phiếu mà nó tăng điểm đó, hầu như là nó cũng không có hình thành cái mẫu hình gì cả, nếu mà mua thì nó cũng hơi rủi ro. Thì em đánh giá được cổ phiếu HAH đó. Cổ phiếu HAH thì vẫn kỳ vọng là về T cộng thì nó sẽ có cái tín hiệu tích cực cho anh chị mình chốt lãi. Có cổ phiếu VGC để xem cái chart. Cũng không có đẹp lắm. Những cái cổ phiếu mà nó bắt đầu nó có cái sự cân bằng trở lại á, thì anh chị mình có thể tham gia, anh chị mình có thể xem xét, quan sát chứ không có tham gia nha, em nói nhầm đấy. Có thể là xem xét được. Nhưng mà nó cân bằng anh chị, hiện tại em vẫn thấy chưa có thấy cân bằng nha, cân bằng là tầm chắc tầm phải 3-4 phiên nữa anh chị mình sẽ thấy được cái sự cân bằng trên cái đường MACD này, còn hiện tại thì không có. Thì mình nếu mà mình đi phân tích một số cái cổ phiếu dòng ngân hàng đi, cổ phiếu dòng ngân hàng thì hôm qua em có nói cái cổ phiếu MB Bank này nè, nó đang test đi test lại cái đáy đúng không chị, cái đáy cũ nè, xét về chart tuần nè, chart tuần thì nó cũng đang phản ứng ở đây, bởi vì ở đây thì nhìn chung là nó vẫn còn hỗ trợ nè đó, nó phản ứng ngay hai cái đáy nè, thì những cái vùng phản ứng như thế này mình phải chờ thêm thôi chứ chưa có nói lên được điều gì đâu nha. Chưa nói lên được điều gì và cổ phiếu nó có xu hướng hồi phục hay không thì vẫn có thể là hồi phục nếu mà thị trường hồi phục nha. Và nó giữ giá đây thì đây cũng là một cái cổ phiếu gọi là tương đối là khỏe, bởi vì nó còn cái hỗ trợ để mình tin cậy, nhưng mà điểm mua thì cũng chưa có nha, em vẫn chưa có thích dòng ngân hàng nếu mà về việc giải ngân hiện tại nha. ACB là hôm trước có nhiều người đánh giá ACB mạnh lắm á, nhưng mà cuối phiên nó đóng như một cây giảm bất ngờ luôn và hiện tại nó vẫn đang giảm giảm vào cuối phiên. Thì hôm nay có cổ phiếu ví dụ như BID nè, CTG thì nó đỡ giá thị trường tương đối là nhiều, anh chị mình nhìn vào đây để đánh giá được ha, CTG đóng góp khá là nhiều cho thị trường nè. Thì nói chung là chững lại đà tăng thôi, thì cái phiên ngày hôm nay xanh điểm toàn thị trường rồi, nên là mình không có gọi là không có nhìn cái thị trường màu hồng quá nha anh chị, ngày hôm nay toàn bộ thị trường đều tăng tăng điểm, nhưng mà để mà thị trường có cân bằng trở lại cho một cái nhịp hồi bền vững hoặc là một cái nhịp tái tích lũy trở lại thì mới giải ngân được mạnh nha, còn hiện tại thì cũng không có giải ngân được ha, vì hơi rủi ro, nó test đi test lại cái đáy này một lần á, một lần nữa thì tạm cái đáy thứ hai thì may ra em sẽ tham gia lại những cái cổ phiếu như thế này, còn nếu mà mua ở những cái nhịp chênh vênh như thế này thì em chưa mua, nói chung là nhìn chung chưa có cái sự cân bằng luôn á anh chị, nên là mình sẽ chưa có tham gia vào ha. Ngày hôm nay thị trường hồi rất là nhiều, anh chị hỏi em mua được không nhé.
Nhưng mà nói chung là thị trường hồi anh chị mình thường là thích mua xanh hơn là mua đỏ. Thường đỏ anh chị mình không mua đâu, nhưng mà xanh thì anh chị mình thường sẽ gọi là nhìn những cái cổ phiếu nó tăng 5-7% trong phiên, anh chị mình rất là khó chịu ha. Anh chị mình kiểu như là mình không có hàng á thì mình sẽ khó chịu khi mà nhìn cổ phiếu nó xanh điểm. Nhưng mà thật sự là điểm mua có thể là mình sẽ mua xanh trong một vài trường hợp, nhưng mà ở những cái trường hợp mà thị trường nó hồi phục với cái khối lượng thấp như thế này thì nó chưa đáng tin cậy nên mình cũng không nên mua xanh. Nhiều khi ở những cái vùng này mua đỏ nó lại hay hơn ha. Mua đỏ nhiều khi về T cộng thì nó hồi phục lên thì mình lại ăn, còn mua xanh thì hơi rủi ro một tí. Dòng chứng khoán thì nó cũng không có khởi sắc gì đâu anh chị nè, thấy không? Dòng chứng khoán thì vẫn chưa có cái sự khởi sắc và nói chung cũng chưa có đạt những cái yếu tố nha. Thứ nhất là cũng không có mẫu hình để mình bám vào nè. Thứ hai nó cũng không có cái lực gọi là hồi phục lên, nhưng mà cái lực cầu nó không có mạnh nè. Đó, hai cái yếu tố đó thôi là đủ để mình đánh giá rủi ro nó khá là cao hơn cơ hội rồi, nên mà cũng không tham gia. Gần tím là nói chung hôm nay rất là nhiều cổ phiếu gần tím nhưng mà hầu như là không có cái tín hiệu tích cực ha, nên là tạm thời bỏ qua đi. Hôm nay anh chị mình thấy nhiều cổ phiếu nó rất tím rất là đẹp nhưng mà em thấy là không có cái gọi là cái điểm tin cậy. Giống như dòng bất động sản ví dụ DSG nó cũng tím nè, hồi phục tím nè, nhưng mà ở vùng này nha, nếu mà em xét về yếu tố kỹ thuật thì em cũng không có đánh giá cao, không đánh giá cao, mặc dù là nó vẫn còn cái hỗ trợ ở đây đúng không, cái đáy cũ nè, cái đáy tháng 7 nè, tháng 6, tháng 7 đó, thì ở đây là cũng cái đáy thì nó sẽ phản ứng ở đây, nhưng mà cái hồi phục ngày hôm nay là hồi phục toàn thị trường nên là mình chưa có đánh giá được là cổ phiếu nào khỏe nhất nha anh chị, ngoại trừ những cái cổ phiếu nó có thêm một cái tín hiệu đó là về mẫu hình, thì còn lại những cái cổ phiếu xanh ngày hôm nay mình sẽ chưa nói lên được điều gì cả. Thép ngày hôm nay nó cũng bắt đầu chững lại đà tăng nha, nhưng mà anh chị mình nhìn nè, toàn thị trường đều xanh hết nên là mình sẽ không có đánh giá bởi vì hiện tại đa số rất là nhiều cổ phiếu nó đang ở trong một cái nhịp bull lên. Còn cái số lượng mà cổ phiếu mà gọi là có mẫu hình, thật sự là có mẫu hình đảo chiều trong ngắn hạn á anh chị, thì nó đếm trên đầu ngón tay thôi. Em tìm thì em cũng lọc được một hai cổ phiếu thôi chứ đâu có nhiều đâu. Nên anh chị mình thấy không? Có thể là anh chị mình hồi thấy cổ phiếu xanh, xanh toàn thị trường, nhưng mà anh chị mình bóc vào một cổ phiếu anh chị mình mua có thể trong phiên anh chị mình có lãi ngay, nhưng mà hàng T cộng về thì chưa chắc. Đó, nên là anh chị mình cân nhắc ha. Và sắp tới mà thị trường mình em đánh giá là nó sẽ còn dập dìu. Sẽ có cổ phiếu khỏe hồi phục lên tốt nha, và sẽ có những cái nhóm cổ phiếu nó sẽ đánh dập dìu và nó test lại cái đáy thứ hai, thì lúc đó anh chị mình sẽ tham gia. Nói chung là ở vùng này thì thị trường của mình có test nữa thì cũng test về đâu đó lại cái vùng 1.100, cái vùng 1.150, cái vùng 1.050 chứ không phải 1.150, 1.050 ha, thì khả năng nó vẫn có thể sẽ test lại đó anh chị. Nếu mà thị trường khỏe là giữ được thì nó sẽ hồi phục luôn, còn nếu mà nó không giữ được thì nó cũng sẽ test lại cái đáy một lần nữa, nên là anh chị mình nên gọi là chuẩn bị tiền bạc để mình mua những cái nhịp mà cái vùng giá nó hấp dẫn hơn là vùng giá hiện tại. Và khi mà có một vài cái cổ phiếu đẹp thì em cũng sẽ gửi tặng anh chị khách hàng ha. Thì hôm nay có HTC đó thôi, còn lại HAH đó, còn lại thì thị trường thì nó đang có cái tín hiệu gọi là tích cực trở lại khi mà Dow Jones xanh, và khả năng hôm nay Dow Jones, nếu mà hôm nay nè, tối nay Dow Jones nó đóng cửa xanh điểm nữa thì ngày mai thị trường của mình tiếp tục đi vào hồi phục. Và nếu mà mình mua vào phiên hồi phục ngày mai thì cái vùng giá nó sẽ hơi rủi ro nha. Nếu mà đỏ thì may ra còn mua còn 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 đẹp đẹp xíu, chứ còn nếu mà mai mà hồi xanh mạnh nữa thì mua vào nó hơi lấn cứng. Rồi, video ngày hôm nay chỉ như thế thôi ha. Anh chị nào mà mình đang nắm cổ phiếu, mình đang kịp hàng hay gì đó thì anh chị mình có thể liên hệ em để em hỗ trợ xử lý danh mục nhé. Cái con HDC để em hỗ trợ rất là nhiều người rồi á, và hiện tại ngày hôm nay em thấy nó đẹp nên có cho anh chị mình tham gia vào. Bởi vì sao? Bởi vì nhiều người nhờ xử lý cái con đó quá nên là mình chú ý tới nó. Mình chú ý tới nó thì mình mới phát hiện nó là cái con mà nó tạo mẫu hình tương đối là sớm. Đấy, nên là anh chị mà có cái cổ phiếu nào hay hoặc là anh chị mình thắc mắc về cái cổ phiếu nào, anh chị mình có thể hỏi em. Trong quá trình hỗ trợ anh chị mình biết đâu là em lại có thêm một vài cổ phiếu, bởi vì nói chung là cổ phiếu trên thị trường tương đối nhiều, em sẽ không có soi hết một lần được. Thì nhiều khi nhờ những cái câu hỏi của anh chị mình em lại có thêm cái sự chú ý của em đó. Tập trung vào một vài cổ phiếu nữa, biết đâu có cổ phiếu đẹp nữa lại khuyến nghị ngược lại anh chị ha. Rồi, video ngày hôm nay ngắn gọn như thế thôi. Cảm ơn anh chị mình đã lắng nghe ha. Và nếu mà anh chị mình yêu thích video của em thì anh chị mình nhớ là ấn like và subscribe kênh để ủng hộ em có thể ra được những cái video với chất lượng tốt hơn ha. Rồi, chúc anh chị mình có một buổi chiều vui vẻ ha. Em sẽ kết thúc video ở đây.